dính vô luôn, dính dính cái nón đỏ luôn. Mời. Ở này không thấy ông chồng. Ừ, này cháu. Con cháu không à? Rể rồi. Không có thấy ông chồng mới 45 tuổi, còn con còn nhỏ. Trời đang chứng mưa. Thì ở Tiền Giang vô nha bà con cô bác. Tiền Giang lên cực lạc của Thái Bình Tòa Thánh Tây Ninh. An táng. Chiếc thuyền này của Long Thành Bắc nó bị hư. Gỡ ra đây. Sợ mưa mình làm hả? Đúng rồi. Nhiêu chú mày? 40.000 cái hả? Ngày làm mấy cái? Làm kiếm chừng 150 thôi. 80.000 à, kiếm 2 cái hả? Hai cái nghỉ hả? Ừ, bị tim hả? Mệt là thở không nổi ạ. We'll be right back.
rồi. Cái YouTube nó chuyển qua nhiều nhiều thế hệ. Đúng rồi. Mấy giờ đi lên đây anh? Hồi 5 giờ rưỡi. 5 rưỡi hả? Rồi, 5 rưỡi Đông Quang luôn hả? 5 rưỡi Đông Quang luôn. Vừa xong mưa luôn, đừng có mưa ông ơi. Ông ơi, đông cửa ông giữa. Chuẩn bị heo huyệt mưa rồi. Mưa rồi, chuẩn bị lẹ đi để mưa. Mưa kiểu này là có mưa. Mưa bà con ơi, mưa quá trời. Kêu
đó vậy. Lấy cái này bán ốc dưới bắn lên nhà còn nước mày không cần lấy cái gì đó cần lấy cái gì cài vô còn mấy thằng để lên xe. Bọc lên luôn. Quay lại chung đó. Rồi bên tôi đang bạc cho. Rồi bây giờ hạ nguyện nha bà con các bác, bật bột mũ vô nữa. Bán đây rồi. Đây đây nè. Rồi ở chồng đứng đây nè. Em ăn ơi. Cái bán đâu? Rồi xong, trời chúng mưa luôn. Rồi mình quay dừng clip đi luôn nha. Cảm ơn cô chú chị các bạn rất nhiều. Bye bye. Mình mở YouTube coi. Không cấm tại hết vòng vòng. Khỏi đi múc nước đâu xa nha, có sẵn đây luôn. Đây. Quay mấy chú đồ tì về nữa cái xong chứ. Rồi mấy chú đồ tì về Tiền Giang, chúc mấy chú đồ tì thuận lộ bình an. Chúc bà con cô bác nhiều sức khỏe nha. Mình quay dừng clip đi luôn. Rồi, cảm ơn cô chú chị rất nhiều. Bye bye.